chạm loa này, nó còn nguyên cái chốt này, chốt 50 lại lấy con này về chơi giúp rất là hay. Con này bản thị trường châu Âu nha, sử dụng được điện 200A rất là tiện, có khiển đầy đủ luôn nha các bác, nguyên thùng xốp nha. Hình như con này có khiển đấy các bác, à có khiển nha, tiếng rất là khỏe và hay. Em để các bác là 6.500.000, bác nào lấy thì alo liền cho em nha. Về chơi Tết trưng bày con này mà nguyên thùng xốp như thế này, 6.500.000, chiên khoan đủ em bớt 100, còn 6.400.000 nha. Nguyên thùng xốp, khiển, cao to lô như chưa sử dụng nha các bác, hàng tồn bên nước ngoài, bên Nhật về. Đánh bát 30 đô lại nha các bác. Đây là vị đẹp của nó nha. Công suất con này là 200W, là các bác vô tư mình nghe nhạc rồi, và khiển các bác như chưa sử dụng luôn mới tin. Khiển của nó các bác có thể tăng volume lên nhỏ vân vân. Có âm thanh nổi lo nét nha, nên là máy rất là khỏe, đánh hai cầu loa ABA kèm B. Thấy các bác thấy mới không? Hai trăm watt nha, gia băng sử dụng điện 230V, tất cả mới tinh, chạy tán sò nha bác. Tất cả cái trạm loa này nó còn nguyên cái chốt này, chốt để cắm bắp chuối này còn nguyên hết luôn nha các bác, nên chưa sử dụng, chưa bóc ra đấy, ốc áng là phản ươm luôn này. Đấy, chạy tán sò 200W, nguyên thùng xốp, có khiển đầy đủ, catalog không thiếu gì hết. Hãy bác nào mình lấy về chơi Tết thì nhanh tay alo cho em nha. Có một con thùng xốp Okio 955 9511 này về các bác mình giúp loa. Rồi em xin chào, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo.